con gì to không anh? Khuy thì không to, tôi khuy đây thì tầm mấy lạng thôi. Hôm em đánh ở đây, đánh với anh Bình Giò đánh thì kẹo mày có mây hà nó đẻ gì kinh khủng. Anh đánh chấm đen à? Đánh khuy, đánh khuy. Khuy đánh xa thế? Khuy đánh đầu cần ngay đây hôm thằng giật tốt luôn. Hay anh nhấc của em đầu cần lên này. Anh nhấc cái này mất hình thì có làm sao không? Anh nhấc cái này mất hình thì có làm sao không? Mất hình rồi anh cái véo cái ngay nữa. Đấy là còn phải xem cho nó đẹp đẹp không ạ? Có bắt được nó hay không nữa thôi. Đỡ nhỉ? Trời ơi. Con này là con gì anh nhỉ? Con cần này là cần gì? Em rồi lấy con phantom. Lấy con phantom. Chưa đánh nào. Chiều đi chơi mà. Anh câu nhá, em về đây. Chụp con nào to không anh? Nào xuống. Cái chạy đi này đúng kiểu miền Tây đấy. Miền Tây là nước nó vào tận gần nhà này. Hôm nay bắt ít thì chú. Hôm nay bắt ít thôi. Về đi ăn cơm ở đâu? Hay về nhà ăn cơm nhá. Chú nấu chưa? Chưa nấu à? Nấu rồi. Nấu rồi thì ăn được. Về nhà có ấy nha, từ khéo. Về nhà sân nhận được, đỡ phải mang ra nhá. Vâng. Không được rồi. Không vừa đâu. Vừa. Đấy thôi. Không vừa rồi, thế tao lùi lại. Đây về này. Đây rồi, đưa chú ơi. Đây chú ơi. Không vừa, cháu đi về đây đi. Không vừa đâu, thuyền đấy nó to, còn này khe cũng kia đi sao được. Về ra đây mới vừa. Lâu nay có ai cầu con đen to nào chú? Hả? Lâu nay có ai cầu con đen to nào? Đâu? Bộ lâu nay có... Lâu nay có ai cầu được con đen nào to không chú? Xuống một vàng kia rồi mai nó xuống. Đó. Đây đen thì đây, để dành cho anh Bình anh bắt thôi. Không người đấy còn mỗi nồi canh thôi là... Bê ra thì không phải đơm ra nữa. Thế là phải đơm ra từng bát vào này không? Đây, cơm câu đây các bạn ơi, cơm câu ấy. Kéo nước cái rổ đây của nó, nó xay rào này. Mà kia đâu rồi, nó đi bỏ. Anh với tay anh đẩy rồi bà. À, lưỡi con đang chảy. Đây nó có kẹo rồi. Thank you.
sao? Cầm sâu lắm. Này, không chơi đánh nhau Việt Nam mà thắng Mỹ phải rồi, nó biết bơi trèo, Mỹ có biết bơi ở cái khe này không? Nó giúp vào trong khe này. Đây, cập bến. Anh em vào trong sân kia ăn cơm xong rồi. Bỏ đồ lên, để đây. Để đây thôi. Để đây thôi. Bây giờ chắc đi chị. Rồi chắc đi như vậy.